Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh Giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới, sách lớp 4, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh. Cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán lớp 4 tập 1 của bộ sách Cánh Diều, thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài làm tròn đến hàng trăm nghìn. Vậy thì chúng mình sẽ làm tròn các cái số đến hàng trăm nghìn như thế nào? Đầu tiên thì chúng mình sẽ đến với phần khởi động. Ở đây thì chúng ta có thể quan sát tranh ở trong sách giáo khoa cũng như quan sát tranh trên màn hình, sau đó đọc cuộc hội thoại sau. Ở đây thì chúng mình thấy chú thợ điện đang đi thu tiền điện đúng không? Và đến một nhà và chú tiền điện đã thu tiền điện đối với chị chủ nhà. Đó là tiền điện nhà chị là 299.460 đồng. Và chị chủ nhà đã gửi lại chú thợ điện đó là 300.000 đồng. À, vậy thì tại sao chị chủ nhà lại trả anh thợ điện là 300.000 đồng đây các em? À, đúng rồi. Như vậy thì chúng ta thấy đối với số tiền đó là 299.460 đồng thì người ta đã làm tròn lên 300.000 đồng đúng không? Vì ở đây thì chúng ta thấy sẽ khó có tiền mà thối lại được. Đối với 299.460 đồng thì nó gần như là 300.000 đồng. Vậy thì tại sao chị chủ nhà lại đưa cho anh thử nghiệm là 300.000 đồng? Vậy thì chúng mình sẽ đến với cách làm tròn số ở hàng trăm nghìn nhé. Đầu tiên thì chúng mình sẽ làm tròn đến hàng trăm nghìn. Quan sát lên cái tia số đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy đây là một cái tia số. Vậy tia số thường có ý nghĩa gì? À đúng rồi, tia số thì chúng ta thấy đây là một cái dãy số đúng không? Theo cái chiều đi lên. Và ở đây thì vị trí số 320.000 như thế nào so với số 300.000? À đúng rồi, chính xác đây các em ạ. Như vậy thì số 230.000 thì gần với số 300.000 hơn là so với số 400.000. Khi đó thì ta sẽ làm tròn số 320.000 đến hàng trăm nghìn là 300.000 đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy số 320.000 dựa trên cái tia số này thì nó sẽ gần số 300.000 hơn là 400.000. Khi làm tròn thì chúng mình sẽ làm tròn xuống là 300.000. À vậy thì chúng mình lại quan sát đến cái tia số mà có số đó là 370.000 nào. À, như vậy thì chúng ta thấy vị trí của số 370.000 này như thế nào so với số 400.000? Đúng rồi. Như vậy thì vị trí của số 370.000 này gần với số 400.000 hơn so với số 300.000. Vậy thì khi đó ta sẽ làm tròn số 370.000 lên hàng trăm nghìn, đó là 400.000. Như vậy thì chúng ta có thể thấy nếu như 370.000 thì chúng mình có thể làm tròn lên là 400.000 vì dựa trên cái tia số này chúng ta thấy số 370.000 gần số 400.000 hơn là số 300.000 đúng không? Vậy thì số 350.000 này thì sao? À, như vậy thì theo quy ước đúng không? Theo quy ước thì chúng ta thấy là số 350.000 thì cách đều hai số 300.000 và 400.000 đúng không? Nhưng mà theo quy ước thì khi làm tròn thì người ta sẽ làm tròn 350.000 đến hàng trăm nghìn sẽ là 400.000. Như vậy chúng mình chú ý nhé. Vậy thì ở đây thì chúng ta thấy khi làm tròn số đến hàng trăm nghìn thì ta sẽ làm như thế nào? Cũng giống như khi làm tròn đến hàng số chục nghìn đúng không? Thì số mà khi làm tròn số đến hàng trăm nghìn ta so sánh chữ số hàng chục nghìn. Nếu như số đó mà nhỏ hơn 5 thì ta sẽ làm tròn xuống, mà bằng 5 thì ta sẽ làm tròn lên, lớn hơn 5 thì ta cũng sẽ làm tròn lên.
À, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động đầu tiên trong phần luyện tập. Thì chúng mình sẽ làm bài tập 1. Trong bài tập 1 này chúng ta sẽ chơi trò chơi đào vàng. Nếu như chúng mình trả lời đúng các câu hỏi thì chúng mình sẽ đào được các cái số vàng. Đầu tiên muốn đào được số vàng 100 USD này thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời câu hỏi đầu tiên. Làm tròn số 270.000 đến hàng trăm. À, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ làm tròn số này đến hàng trăm thì chúng ta sẽ làm tròn như thế nào? Số 270.000 này, 270.000 này sẽ là gần 300.000 hơn đúng không? Như vậy thì khi làm tròn lên thì chúng ta sẽ làm tròn số 270.000 đến hàng trăm nghìn sẽ là 300.000. Vậy là chúng ta đã hoàn toàn trả lời đúng câu hỏi đầu tiên. Chúng ta đã đào được cục vàng đầu tiên nhé. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời tiếp câu hỏi tiếp theo. Nếu như chúng ta trả lời được câu hỏi tiếp theo trong bài tập 1 như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ đào cục vàng thứ hai nếu như chúng mình trả lời đúng câu hỏi tiếp theo nhé. Câu hỏi tiếp theo như sau. Làm tròn số 340.000 đến hàng trăm. Vậy thì chúng mình sẽ làm tròn số này như thế nào? À đúng rồi. Số 340.000 thì gần số 300.000 hơn là 400.000. Như vậy khi làm tròn thì chúng ta sẽ làm tròn đến hàng trăm nghìn đó là 300.000. Chúng ta đã hoàn toàn trả lời đúng câu hỏi tiếp theo. Bây giờ chúng mình sẽ đến với câu hỏi tiếp theo nữa. Đó là làm tròn số 850.000 đến hàng trăm nghìn. Thì ở đây chúng ta sẽ làm tròn đó là số 850.000 đến hàng trăm nghìn ta được số 900.000 vì nó gần với số 900.000 hơn đúng không? Làm tròn số 9.360.000 đến hàng trăm. À vậy thì ở đây chúng mình thấy 360.000 thì nó gần 400 hơn. Như vậy khi làm tròn lên thì chúng ta thấy sẽ là 9 triệu 400 nghìn. Vậy là chúng ta đã hoàn toàn trả lời câu hỏi đúng. Bây giờ chúng ta sẽ còn một số cuối cùng. Đó là làm tròn số 6 triệu 710 nghìn. À, vậy thì chúng mình sẽ làm tròn đến hàng trăm như thế nào? Ở đây 710 nghìn gần với 700 hơn. Như vậy chúng ta sẽ làm tròn số 6 triệu 710 ngàn đồng. Lên đến đó là 6 triệu 700 đúng không? Như vậy chúng ta đã hoàn toàn trả lời đúng các câu hỏi và chúng mình hoàn toàn đào được các cái số vàng trong trò chơi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với câu hỏi số 2. Đến với câu hỏi này thì chúng mình sẽ làm tròn các số sau đến hàng chục nghìn và hàng trăm nghìn. À, vậy thì chúng mình sẽ có các cái số như là 675.900 và 23.414.000, 120, 407 triệu 158.032. Theo yêu cầu chúng ta sẽ làm tròn đến hàng chục nghìn rồi hàng trăm nghìn. Hàng chục nghìn thì chúng mình đã học ở lớp 3 rồi đúng không? Đối với số này thì chúng mình sẽ làm hàng chục nghìn như thế nào? Ở đây thì 675.000, như vậy hàng chục nghìn đó là 75. Vậy thì chúng ta sẽ làm tròn lên đúng không? Như vậy chúng ta sẽ làm tròn lên ở đây đó là bao nhiêu? À đúng rồi, chính xác đó là 6 180.000 và nếu như làm tròn đến hàng trăm nghìn ở đây sẽ là 700.000. Đối với số thứ hai thì ở đây chúng ta thấy hàng chục nghìn là 14 thì chúng mình thấy sẽ là gần gần là 10 hơn đúng không? Gần một chục hơn. Như vậy chúng ta sẽ làm tròn xuống 23 triệu 4 410 và làm tròn đến hàng trăm thì là 23 triệu 400.000. Đối với 407 triệu 158.000 thì ở đây hàng chục đây là 58 thì nó gần với 60 hơn. Như vậy thì chúng ta sẽ làm tròn lên đó là 160 và làm tròn đến hàng trăm đó là 100 407 triệu 200.000. Bạn nào có cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Đối với bài tập số 3 thì chúng ta sẽ làm tròn giá bán các mặt hàng sau đây. Đầu tiên thì đôi dép sẽ là 289.000 đồng.
Máy tính bảng sẽ là 3.634.000 đồng. Máy in sẽ là 4.159.000 đồng. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ dựa vào cách làm tròn đến hàng trăm nghìn thì chúng mình sẽ làm tròn ở đây như thế nào. Đối với đôi dép thì là 289.000, thì 289.000 nó gần với 300.000 hơn. Vậy chúng ta sẽ làm tròn lên là 300.000. Ba máy tính bảng thì 3.634, 634 thì nó gần 600 hơn đúng không? Vậy thì chúng ta sẽ làm tròn đây sẽ là 3.600.000. Đối với máy in thì 4.159, 4.159 thì 159.000 thì gần 200 hơn. Vậy thì chúng ta sẽ có làm tròn đó là 4.200.000 đồng. Bạn nào cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập số 4 là khoảng cách từ sao Hỏa đến mặt trời là khoảng 2.214.261.742 km. Vậy thì chúng ta sẽ thấy cái bản văn nói rằng khoảng cách từ sao Hỏa đến mặt trời khoảng 214.260 km. Vậy thì theo em, bạn Vân Anh đã làm tròn đến hàng nào? Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy là bạn Vân Anh đã làm tròn đến hàng nào. Số đầu tiên đó là 214 triệu 261.742, mà bạn ấy làm tròn đó là 214 triệu 260.000. Vậy thì ở đây chúng ta thấy làm tròn đến hàng chục nghìn đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy gần với số 214 triệu 260.000 hơn là 214 triệu 270. Cho nên chúng ta thấy là bạn Vân Anh đã làm tròn đến hàng chục nghìn. Chú ý nhé. Bài tập số 5, viết một số có nhiều chữ số rồi đố bạn làm tròn số đó đến hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục và hàng trăm nghìn. Ở hoạt động này thì chúng ta có thể viết một số bất kỳ, sau đó thì chúng mình sẽ đố bạn và các bạn sẽ tự làm tròn. Ví dụ chúng ta đưa ra số 453.728, yêu cầu bạn làm tròn đến hàng trăm thì chúng ta thấy là sẽ là 500 đúng không? Và yêu cầu bạn làm tròn xuống đến hàng chục nghìn thì chúng ta thấy là 53, nên gần 50 hơn. Như vậy sẽ là 450, 50.000 đúng không? Như vậy thì chúng ta sẽ yêu từ từ yêu cầu của bài làm tròn đến là hàng trăm, hàng nghìn, hàng chục. Thì ở đây chúng mình sẽ tìm bạn bè và đố bạn nhé. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số hoạt động ở trong bài làm tròn các số đến hàng trăm nghìn. Bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo cho những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.